Trong quý 1, các tổ giúp việc của Ban chỉ đạo đã chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật các nội dung đề xuất điều chỉnh khu vực cảng hàng không Nà Sản, quy hoạch phân khu xây dựng trục đô thị Trường Sinh Nà Sản và quy hoạch chi tiết các dự án trọng điểm của thành phố để hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2045, tích hợp quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Tham mưu xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố tại nghị quyết số 275/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2045, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án tuyến đường 31m từ quảng trường Tây Bắc đến trung tâm xã Hồ La, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Điện Biên, dự án tuyến đường tránh quốc lộ 6 thành phố, dự án hồ chứa nước Bản Mòng, dự án kè suối Nậm La, tuyến đường số 6A khu vực quảng trường, dự án khu đô thị đồi Bản Bột. Tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch, thu hồi một số khu đất của công ty doanh nghiệp sử dụng đất không hiệu quả, sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật và giao cho thành phố Sơn La quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định, xây dựng quy hoạch và thực hiện các dự án đầu tư, thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch, ban hành danh mục các dự án thu hút đầu tư của thành phố đến năm 2025, phương án cân đối thu chi ngân sách nhà nước khi thành phố lên đô thị loại 1. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị 5 tổ giúp việc ban chỉ đạo tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2045 cũng như quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xử lý các dự án đã được giao đất sử dụng không hiệu quả, không đúng quy định của pháp luật, ra soát danh mục các dự án thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhà ở trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, khai thác sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư, xử lý các vấn đề an ninh trật tự, đặc biệt là ngăn chặn ma túy học đường, tín dụng đen, đề xuất các giải pháp, cách làm đột phá về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tham mưu xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quy hoạch nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn từ các khu vực tư nhân cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, các lĩnh vực có tiềm năng và những lợi thế khác.